Xin chào các bạn quay lại với Nghề Trader. Và chúng ta lại gặp lại nhau vào cuối tuần để cùng điểm lại tuần vừa qua trên thị trường Forex, cũng như là chuẩn bị cho tuần giao dịch sắp tới sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 tháng 9 đến ngày mùng 8 tháng 9 năm 2023, tuần giao dịch đầu tiên của tháng 9. Trước khi bắt đầu thì tất cả đều chỉ là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Ở trong tuần vừa rồi chúng ta đã có những cái thông tin tương đối là quan trọng đối với thị trường lao động của Mỹ, và nó có thể ảnh hưởng tới DXY trong ngắn hạn, cũng như ảnh hưởng tới việc là Fed sẽ hành động như thế nào trong các kỳ họp sắp tới. Thì DXY trong tuần vừa rồi chúng ta thấy là có những cái diễn biến hết sức là trái chiều, khi mà 3 ngày đầu tuần chúng ta có 3 cái nến giảm điểm tương đối mạnh. Sau đó thì đến ngày thứ năm 31 thì gió đảo chiều, và nhìn vào đây chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy một cây doji trên đồ thị tuần. Sở dĩ có cái tình trạng này bởi vì chúng ta thấy là trong những ngày đầu tuần chúng ta có tin tức về thay đổi việc làm, cơ hội việc làm của tháng 7 thì nó giảm hơn. Sau đó thì cái thay đổi việc làm cũng giảm hơn. Thì điều này thể hiện được là cái thị trường lao động đang có dấu hiệu là yếu đi. Nó phù hợp với cái kỳ vọng của Fed sau những cái lần nâng lãi suất liên tục vừa qua. Và chúng ta đã có 3 cái ngày từ 28 đến 30 DXY đi xuống. Tuy nhiên thì đến ngày 31, sau khi cái thông tin về PCE nó tiếp tục, nó không thể hạ nhiệt, và sau đó thì cái đơn đề nghị trợ cấp thất nghiệp lần đầu thì giảm so với cái dự báo. Điều này làm cho DXY đã có một cái ngày thứ năm tăng bật lên 0,41%, trước khi tiếp tục tăng 0,61% trong ngày thứ sáu sau cái tin tức về bảng lương phi nông nghiệp, cũng như là cái tỷ lệ thất nghiệp của tháng 8. Ở đây chúng ta thấy là cái thu nhập bình quân theo giờ thì tăng ít hơn so với kỳ vọng, bảng lương thì tăng hơn, và cái tỷ lệ thất nghiệp thì nó tăng mạnh so với dự báo. Ở đây chúng ta thấy có những cái sự bất đồng giữa những cái con số được đưa ra, và sau đó thì cái PMI thì tăng hơn so với kỳ vọng, tuy nhiên thì vẫn rất là thấp, thể hiện được là cái nền kinh tế của Mỹ thì cũng chưa thực sự hồi phục sau khi Fed đã có những hành động hết sức là mạnh tay, khi mà chúng ta đã có mười mấy cái đợt tăng lãi suất suốt từ năm 2022 tới giờ. Chúng ta thấy là cái lạm phát của Mỹ trong cái kỳ tháng 8 vừa rồi thì cũng chưa có dấu hiệu là giảm thực sự mạnh, và cộng với cái việc là chỉ số PCE cũng tiếp tục cứng đầu, và nó chúng ta thấy là nó thậm chí còn tăng hơn so với cái kỳ trước đây, nên là cái việc mà Fed sẽ tiếp tục cần phải nâng lãi suất trong các kỳ họp sắp tới, có thể kỳ họp tháng 9 này họ sẽ không nâng, nhưng mà cái kỳ họp tiếp theo thì rất có thể họ sẽ nâng. Nên về ngắn hạn thì nó hỗ trợ cho DXY, và chúng ta thấy là sau khi mà nó quay đầu và giảm xuống dưới Tenkan-sen thì đến ngày thứ 6 thì nó đã chính thức quay trở lại Tenkan-sen, và chúng ta thấy là Tenkan-sen thì tiếp tục trở thành hỗ trợ của DXY trong cái nhịp tăng này. Cái nhịp giảm điều chỉnh vừa rồi thì nó về và phản ứng đúng với cái vùng trend line của một cái xu hướng giảm từ đỉnh
ngày 9 tháng 3 năm 2023 đến một cái đỉnh ngày 31 tháng 5. Nó về và đứng với đường trendline, sau đó bật tăng này. Vậy là cái xu hướng ngắn hạn của DXY sẽ tích cực trong tuần sau theo quan điểm của mình. Về những cái tin tức trong tuần sau thì không có một cái tin tức gì thực sự đáng chú ý. Cái ngày mùng 7 tháng 9 chúng ta có cái tin tức về cái trợ cấp thất nghiệp lần đầu thì cũng có thể ảnh hưởng tới chỉ số DXY. Và an toàn nhất chúng ta nên tránh giao dịch ở những cái giờ như này. Có thể giao dịch trước khoảng vài tiếng hoặc là chờ khi tin tức ra khoảng 1-2 tiếng chúng ta giao dịch. Tránh giao dịch ở những cái thời điểm mà tin tức ra. Chúng ta sẽ thấy những cái thị trường vô cùng là choppy, nó lên xuống rất là thất thường và chúng ta có thể dễ dàng gặp stop loss rất là nhanh. Quay trở lại biểu đồ với Ichimoku Kinko Hyo. Như mình vừa nói thì DXY đang được hỗ trợ bởi Tenkan-sen trong cái nhịp này. Và chúng ta đã có lần thứ 3 Tenkan-sen trở thành hỗ trợ của DXY. Kumo tương lai thì dày, Kijun-sen hướng lên, Chico Span thì thông thoáng. Nên là quan điểm của mình là DXY sẽ tiếp tục đi lên, ít nhất sẽ về đến vùng đỉnh 104.674. Tức là từ thời điểm giá hiện tại thì chúng ta còn khoảng 450 pip nữa. Thì có thể canh giao dịch trong ngắn hạn hoặc là chờ đợi nó vượt cái vùng đỉnh này thì chúng ta sẽ có cái vùng target nó xa hơn. Đô la Mỹ Phan Thụy Sĩ tương tự, chúng ta cũng thấy là Tenkan-sen này nó trở thành hỗ trợ của đô la Mỹ Phan Thụy Sĩ. Và theo mình thì nó sẽ vượt cái đỉnh này rồi. Từ đây đến cái vùng hỗ trợ kháng cự gần nhất chúng ta có hơn 100 pip. Kumo cũng đã giao cắt chuyển đám mây tăng. Và chúng ta đã thấy là nó đã hoàn tất một cái setup Sanku Koten với 3 sự giao cắt. Tenkan cắt lên Kijun này, Chico Span cắt lên đường giá và cuối cùng là giá cắt lên trên Kumo. Nên là quan điểm của mình là cặp này cũng sẽ có xu hướng tăng trong tuần sau. Đô la Mỹ và Yên Nhật, sau khi nó lình xình ở cái khu vực loanh quanh vùng 1.45 này thì Tenkan-sen cũng trở thành hỗ trợ. Và có thể nó sẽ quay trở lại cái vùng đỉnh 1.47. Xu thế chính của cặp này cũng sẽ vẫn là tăng giá trong tuần sau. Vừa cái nhịp giảm vừa rồi thì nó quay về và phản ứng với cái vùng hỗ trợ 1.44.9 này. Sau đó thì tạo một cái mô hình double bottom và có thể sẽ tiếp tục cái hành trình đi lên trong tuần sau. Tương tự, đô la Mỹ đô la Canada theo mình nó cũng sẽ quay trở về vùng đỉnh trong tuần sau. Euro đô la Mỹ thì ngược lại, xu thế giảm sẽ là xu thế chính. Kospan thì đã thoát khỏi Kumo này, Kumo tương lai thì dày, Chisunsen hướng xuống này và xu thế giảm đang được ủng hộ bởi cái xung lượng giảm của cái cây nến thứ 6 rất là mạnh. Nên là rất nhiều khả năng thì nó sẽ phá cái vùng đáy tại 1.07666 này và có thể tiến tiếp với cái vùng hỗ trợ tiếp theo tại 1.06384 trong tuần tới hoặc là các tuần tiếp theo. Bảng Anh đô la Mỹ này, Tenkan-sen thì hiện giờ thì đã sẽ đóng vai trò là kháng cự và đến ngày thứ 5 thứ 6 chúng ta đều được sự kháng cự của Tenkan-sen và giá thì đi xuống chỗ này. Chúng ta thấy là sau khi nó break out được một sóng P này, chúng ta có một cú hồi về khu vực Fibo 786, đồng thời là vùng Sanko Span B Kumo của Kumo này. Sau đó thì giá quay đầu và cũng nhiều khả năng thì nó sẽ break out thôi. Quan điểm của mình là mình sẽ chờ đợi để sell. Đôi lúc cặp này thì
nó đi không rõ ràng bằng. Tuy nhiên thì cây nến của ngày thứ 6 cũng là một cây nến mà nó đóng cửa bên dưới Tenkan-sen. Như vậy là cái hướng tiếp tục đi xuống sẽ chiếm thế nhiều hơn. Tuy nhiên thì chúng ta cẩn thận cái vùng trendline của cái sóng P này. Cái trendline này có thể sẽ trở thành hỗ trợ và sau đó thì giá có thể tiếp tục bật lên bật xuống trong cái biên độ của cái kênh giá này. Đây, cặp này cũng không đẹp bằng những cặp bên trên như là Euro đô la Mỹ hoặc là bảng đô la Mỹ, thì nó cái hành động giá nó rõ ràng hơn. Với đô la New Zealand cũng tương đồng với đô la Úc và đô la Mỹ, thì Tenkan-sen cũng trở thành kháng cự của cặp này. Hiện giờ thì cái hướng xuống sẽ chiếm tới nhiều hơn. Và do vậy thì hiện giờ chúng ta vẫn đang đi trong một cái sóng y dài, hay còn gọi là một cái mô hình expanding, khi mà nó mở rộng sang cả hai hướng. Đỉnh sau thì cao hơn đỉnh trước và đáy sau thì thấp hơn đáy trước. Có thể thì ngắn hạn ta sẽ tiếp tục chứng kiến nó giảm giá và có thể xuống khoảng 5-60 pip nữa, trước khi thì có thể sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi cái vùng trendline hoặc là cái vùng đáy cũ này và có thể bật tăng. Theo mình thì hướng xuống sẽ là hướng đi chủ đạo của đô la New Zealand và đô la Mỹ trong tuần sau. Và cuối cùng là cậu vàng. Cậu vàng này đóng cửa đến ngày thứ 6 bằng một cây doji phản ứng với cái vùng trendline, đồng thời là vùng Kijunsen. Theo mình thì vàng sẽ tương đối khó để có thể vượt qua được Kumo ở trong ngắn hạn. Nên là quan điểm của mình là nó sẽ nhiều khả năng sẽ đi xuống nhiều hơn là đi lên. Mặc dù H4 ta vẫn đang trong một xu thế tăng, tuy nhiên thì nó đang phá Tenkan-sen và đang ở giữa Tenkan và Kijun. Nên là trường hợp mà nó tiếp tục phá đỉnh thì ta có thể cân nhắc tiếp tục mua. Thì khi mà nó phá đỉnh này thì tức là giá cũng sẽ break out được cái Kumo trên đồ thị daily, thì khi đó chúng ta mới có thể canh để mua. Còn ở thời điểm hiện tại thì hành động giá thể hiện được là giá vàng sẽ có chiều hướng đi xuống nhiều hơn là đi lên. Và đây cũng là cái hướng nhận định của mình cho vàng cho lần sau, là hướng xuống. Thì có thể nó sẽ quay trở về Kumo trên H4 này, với mức giảm khoảng hơn 200 pip. Khi mà DXY tăng thì vàng cũng sẽ bị ảnh hưởng, và chúng ta thấy là cái hướng đi của DXY trong tuần sau thì hướng lên sẽ chiếm thế nhiều hơn. Chính vậy là cái hướng xuống của vàng sẽ là hướng mà theo quan điểm của mình nó sẽ có nhiều xác suất sẽ xảy ra hơn trong tuần sau. Ok, một vài nhận định ở thị trường Forex trong tuần sau, từ mùng 4 đến mùng 8 tháng 9 năm 2023. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh vui vẻ, cũng như chuẩn bị thật tốt để chúng ta có thể quay trở lại thị trường trong tuần sau. Bởi vì thị trường chứng khoán nghỉ tương đối dài, cho nên là cái chương trình dự báo con số của tuần sau sẽ được mình up lên hơi muộn một chút, sẽ lên kênh YouTube vào ngày thứ 2, bởi vì thứ 3 thì thị trường mới mở cửa. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình hôm nay của Ngày Trader, trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.